Hello, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Buổi trưa hôm nay mình ăn cá chiên, xong rồi bắt đầu mình chừa hai con cái đem qua cho bé Lulu này. Đó bé Lulu này, nó ăn nè, thấy không? Mình sẽ cái thảy một con cho nó ăn, cái bắt đầu thảy một con nữa cho mẹ nó ăn, một con nó cho mẹ nó ăn, cái nó chạy qua nó giành luôn, cái con mà thảy cho mẹ nó. Bắt đầu bây giờ nó nằm nó thưởng thức nè, đó tình mẹ bao la không? Còn mẹ nó nhìn không đó, nó ăn đó, ăn đi, đó mẹ nó nhìn thôi, dành cũng để dành phần cho nó, là nó ăn hết hai con cá chiên luôn. Đó, thấy bạn ha, tình mẹ bao la không? Hai mẹ con nè, đó, mới cách đây tuần trước ra là có ngày của mẹ đúng không? Đó, thấy không, con vật mà nó biết thương con, nó chiều chuộng con nó, mặc dù con của nó hả la lại mẹ nó, mình thích là la nghe cho nó chửi nha, mẹ nó đến gần cái miếng mồi đó. Là nó kêu nó la đó, kiểu như nó như một đứa con nít vậy, nó thích ăn là nó ăn rồi nó giành vậy thôi, chứ nó đâu có nó nghĩ rằng mẹ nó là nhường cho nó, thấy không? Đó, thì cũng như là một đứa con nít vậy thôi, nó thấy mồi đó ngon thì nó giành ăn thôi, nó đâu có nghĩ là mình cho nó với lại cho mẹ nó luôn, đúng không? Nó giành ăn. Đó, bé Lulu này, hôm nay đã lớn rồi đó, nó giành ăn. Ăn với mẹ nó, bây giờ là cái chế độ của nó y như là mẹ nó luôn đó, mẹ nó nhìn, mẹ nó là bắt chuột một cây nha, mẹ nó là coi như là màu rất là đẹp, màu này là màu dợn á, bắt chuột hay lắm, mà nhìn mặt nó rất là tươi đúng không, rất là tươi. Nãy là không có định quay nhưng mà nãy đem hai con cá ra đó, thấy mẹ nó tội nghiệp, đó, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Mẹ nó nhường cho nó đó, có gì mà ăn ngon thì là nhường cho nó hết á. Hồi nãy mình cũng không nghĩ gì, nhưng mà tự nhiên nó thấy như vậy, cứ thấy tội nghiệp con, mẹ dành hết cho con, coi như là có hai con cá chiên, định cho nó ăn con, cho mẹ nó ăn con, rồi cuối cùng nó dành ăn hết. Nhưng mà lúc nãy mình thảy con cá ra thì mình mới thấy sao tội nghiệp mẹ nó quá, xong mình mới là lấy máy mình quay lại cái cảm nghĩ này nha. Đó, bây giờ nó lớn rồi mà bây giờ nó phải nó ngồi đây nè, ngồi đây cũng nắng hắt lắm, nhưng mà nó phải chịu vậy thôi, nó mở ra nó chạy nó phá, nó còn có nít mà phá đó. Để thì hôm nào mình sẽ có đồ ăn nào mình sẽ quay từ đầu đến cuối cái cảnh mà mẹ nó nhường cho nó nha, thấy tội lắm ha. Đó, xin chào và xin hẹn gặp lại.